Chị Dân ơi, em bật camera lên á, chị Dân ơi. Em nghe đây. Các bạn hãy theo dõi những thông tin mới nhất tại website cũng như fanpage chính thức của Billboard Việt Nam nhé. Cảm ơn mọi người nhiều nha, cảm ơn mấy bạn nãy giờ hỗ trợ nhiều nha. Cảm ơn chị Dân rất là nhiều. Cảm ơn anh nhiều.